các lãnh đạo Ngoại hạng Anh sẽ họp vào ngày 26 tháng 3 tới đây để thảo luận về việc bao giờ giải đấu sẽ trở lại. Những vấn đề khác cũng được mang ra bàn bạc. Một trong những đề xuất là các câu lạc bộ bỏ cúp FA và cúp liên đoàn nếu lịch thi đấu của mùa giải 2020-2021 quá dài, theo tờ Sun. Các đội từ Ngoại hạng Anh đang tính đến chuyện bỏ hai đấu trường cúp quốc nội, cúp FA và cúp liên đoàn, không muốn tập trung cho Ngoại hạng Anh. Để làm điều này, các câu lạc bộ phải gửi cho Liên đoàn bóng đá Anh FA và Hiệp hội các giải bóng đá chuyên nghiệp Anh EFL một khoản bồi thường. Nhưng số tiền bồi thường chưa chắc chắn có thể giải quyết được vấn đề. FA Cup và cúp liên đoàn là những sự kiện chủ chốt do FA tổ chức nên họ được cho là khó có thể hủy bỏ nó dù chỉ một năm. Lãnh đạo Barcelona và các cầu thủ vừa đặt thỏa thuận về tỷ lệ giảm lương trong thời gian cách ly là 70%, thời gian áp dụng từ ngày 14 tháng 3 khi mà các cầu thủ bắt đầu ở nhà trong nCoV cho đến khi trở lại làm việc. Quyết định giảm lương cũng ảnh hưởng tới ban giám đốc, dù công việc của họ tăng lên gấp bội sau khi các giải đấu bị hoãn. Tuy nhiên, họ muốn làm gương cho các thành viên còn lại. Trước khi nghỉ thi đấu, Barcelona là đội bóng có doanh thu cao nhất thế giới với mức 1,1 tỷ đô. Các khoản thu chủ yếu của họ gồm tiền bản quyền truyền hình, tài trợ, quảng cáo, bán vé, áo và đồ lưu niệm cho các cổ động viên. Chi phí lương dành cho đội A hiện tương đương 53% doanh thu của Barca. FIFA đang xem xét khả năng khi chuyển nhượng mùa hè sẽ kéo dài đến tháng 1 năm 2021 do tác động của nCoV. Một năm khi chuyển nhượng mùa hè sẽ bắt đầu vào tháng 7 và có thể kết thúc vào tháng 8 hoặc tháng 9 tùy giải đấu. Thế nhưng, khi các giải đấu bị đình trệ vì nCoV, thời gian kết thúc của mùa giải 2019-2020 chắc chắn sẽ trễ hơn so với thường lệ. FIFA và lãnh đạo của các giải đấu đang thảo luận khả năng gia hạn kỳ chuyển nhượng. Ngoài ra, FIFA đã lập một nhóm phản ứng đặc biệt về nCoV vào hôm ngày 18 tháng 3. Nhóm này sẽ xem xét mức độ cần thiết của việc thay đổi tạm thời những quy định trong điều lệ FIFA liên quan đến chuyển nhượng và thời gian gia hạn hợp đồng cầu thủ, người phát ngôn của FIFA nói hôm 25 tháng 3. Người đại diện của các cầu thủ thì như đang ngồi trên đống lửa khi không biết kỳ chuyển nhượng sẽ diễn ra như thế nào trong thời gian tới. Giới truyền thông Anh loan tin, ban lãnh đạo Manchester United dự định sẽ chi ra 6 triệu bảng để trả lại tiền vé cho những cổ động viên không được đáp ứng đầy đủ nhu cầu tại đại dịch nCoV. Việc Manchester United dự định trả lại tiền vé cho nhóm cổ động viên nói trên đã nhận được những phản hồi tích cực. Được biết, từ giờ cho đến khi Premier League 2019-2020 kết thúc, MU vẫn còn 4 trận sân nhà. Theo The Mirror, Manchester United đã bán được khoảng 50.000 vé vào sân Old Trafford cho cả mùa. Tính ra, mỗi trận lượt vé này giúp cho Quỷ Đỏ thu về 1,5 triệu bảng. Như vậy cũng có nghĩa khi trả lại tiền vé cho khán giả ở 4 trận còn lại, Manchester United sẽ tiêu tốn khoảng 6 triệu bảng. Trong thời buổi cạnh tranh khủng khiếp như hiện tại, Paris Saint-Germain vừa phải lo giữ chân Marco Verratti, vừa phải bảo vệ tiểu Verratti mang tên Edouard Michus trước sự dòm ngó của các đại gia châu Âu như Barcelona và Manchester City. Michus đã lọt vào tầm ngắm của Barca từ rất lâu, đơn giản bởi một lẽ, Barcelona thường rất muốn có Verratti, thế nhưng không thành công nên ngay khi gặp một cầu thủ có phẩm chất tương tự, họ không muốn bỏ qua thêm một lần nữa. Ngoài Barca, Manchester City, Juve và Valencia cũng nằm trong cuộc đua giành Michus. Hợp đồng của cầu thủ 17 tuổi với đội bóng chủ quản sẽ đáo hạn vào mùa hè năm sau, nên đây chính là thời điểm thích hợp để tăng tốc. Vỡ mộng ở Juventus, Gonzalo Higuain đang tính đào tẩu khỏi đội bóng này. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra vì chính ban huấn luyện của đội bóng cũng mong sớm đến ngày tiền đạo này ra đi. Bởi vì thế, họ mới rộng đường đón Mauro Icardi, cho suất mà huấn luyện viên Sarri luôn muốn có. Phí hợp đồng của Icardi vào khoảng 111 triệu euro, đây là một số tiền lớn với Juve. Tuy nhiên, Juventus vẫn có một cách khác để sở hữu anh, đó là mang tiền vệ Miralem Pjanic ra làm món hàng trao đổi với Inter.